Tại thành phố Kon Tum, Sư đoàn 10 Quân đoàn 3 sáng nay đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập 20 tháng 9 năm 1972, 20 tháng 9 năm 2022 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự buổi lễ. Ngày 20 tháng 9 năm 1972, tại chân núi Chư Mom Ray, thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, Sư đoàn 10, đoàn Đắc Tô được thành lập trên cơ sở các đơn vị chiến đấu của Mặt trận Cánh Đông và Bộ Tư lệnh Tiền phương Mặt trận Tây Nguyên. Sau khi thành lập, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương mà trực tiếp là Bộ Tổng Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên, cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 10 cùng quân và dân Tây Nguyên đã giành được nhiều thắng lợi to lớn, làm cho ngụy quân Sài Gòn tại Tây Nguyên lún sâu vào thế bị động đối phó, không còn khả năng mở những cuộc hành quân lớn, buộc phải lùi vào cố thủ. Sư đoàn 10 thành lập đã giải quyết vấn đề đặt ra cho lực lượng vũ trang Tây Nguyên khi ấy là phải có các đơn vị tập trung mạnh, đủ sức đánh thắng vào những cụm cứ điểm lớn, các thị xã, thành phố, nhằm tiêu diệt lực lượng lớn quân địch, tạo nên bước phát triển mới trong giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn ghi nhận và đánh giá cao thành tích nổi bật của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10 qua 50 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, đồng thời yêu cầu Sư đoàn tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, đột phá xây dựng theo mẫu biểu biên chế mới, tinh, gọn, mạnh, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, đột phá tạo sự chuyển biến vững chắc về nhận thức và hành động trong xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị trên địa bàn đóng quân vững mạnh. Cũng tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn đã trao tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho Sư đoàn 10.